em tự tin không Chiến? Cái tay lái là đúng rồi, đúng rồi. Đừng có không chống tôi xuống nha. Tại bên này đỡ rồi, đừng chống tôi xuống. Cứ hà thẳng đi. Anh em đừng có đẩy chỉ đỡ thôi, đừng có đẩy, đừng có dùng lực luôn. Đẩy khi nào đỡ mà, đỡ dùng, đỡ lực xuống á. Quá đơn giản với team level 3 anh em ơi. Trời ơi Khoa ơi. Yo, hello anh em. Hôm nay đi một cái tour đợt rồi đi level 2 cộng mà bị hụt á, là quốc lộ 14 quẹo vô dân cái đồi, băng qua hai ba cái đồi á. Thì bữa giờ mình liên tục check dự báo thời tiết ở ngay khu vực đó, thì nó mưa liên tiếp được 3 ngày rồi các bạn, cho nên là giờ mình đi rất là căng. Thật ra là cũng chốt có 10 người thôi, hôm nay có CB500X nữa nên sẽ cần phải học bộ biết trước khi đi ha. Các bạn bật map lên thì sẽ thấy mình có chấm mấy cái điểm đổ xăng á. Đầu tiên là mình sẽ ra ngoài đây mình đổ xăng trước, mình đổ đầy bình hết đồng bộ xăng, rồi mình đi một phát một tới cái điểm xăng thứ hai, thấy không? Là nếu như mà bạn nào bị lạc hoặc là bị bỏ lại hoặc là chạy không được hoặc là vì lý do gì đó thì mình sẽ đến tập trung ở cái điểm cây xăng thứ hai. Tới cái điểm cây xăng thứ hai là mình bắt đầu kiếm đồ ăn mình mua luôn. Mình đoán từ đây lên đó có 1-2 giờ trưa là mình tới. Đó là cho đi chậm nha. Bắt đầu từ cái biểu tượng mà có cái hình quán ăn á, thấy không? Mình sẽ mua đồ ăn và đổ đầy xăng, có nghĩa là mình xác định là cái điểm đổ xăng thứ hai á là cái điểm cuối cùng mà mình sẽ dừng. Bạn nào mà chở đồ cồng kềnh á, chịu khó coi lại đồ của mình nha. Tại vì cái tour này mình đi sẽ căng. Mọi người cột đồ cho nó cẩn thận. Đại nhất thứ hai á là nhớ chừa khoảng trống để bỏ đồ ăn với nước. Mình có thêm một cái thông tin như thế này nữa, đó là khả năng cao là ngày hôm nay hoặc là ngày mai bão nó sẽ vào vùng Tây Nguyên trước. Khi mà bắt đầu bão và mưa lớn nó xuống á, mọi người nhớ những cái đồ mà điện tử á, mọi người chống nước đó nha. Thứ hai là mọi người giữ ấm cơ thể của mình nha. Thì tại vì mình cũng không biết là mọi người trình như thế nào nên mình cứ dặn sơ vậy. Rồi ai mà có vấn đề gì thì cứ chạy lên trước nha. Tour này mình ra không sắp người, tại vì không có yếu hết á, mình sẽ không có sắp người. Xe của Hoàng thì chạy tối đa khoảng 70-80 km/h thôi, cho nên là bạn nào mà cảm thấy đi không kịp á thì mọi người cứ chạy một phát một lên thẳng cái điểm đổ xăng thứ hai, không nhất thiết phải đi theo map nha. Rồi đó là nội dung sơ bộ. Thì nói chung á là tôi cũng dặn sơ rồi. Anh em cân nhắc nha, đây là level 3 cộng, nó không phải là một cái tour vừa thông thường. Mọi người cân nhắc về cái tính an toàn cho mình nha. An toàn là trên hết nha mọi người. Rồi, mọi người sẽ có khoảng 10 phút để mua nước uống. Tại vì mình đi không có dừng dọc đường nữa đâu. Ok ha, giờ tôi đi thay giáp đây luôn á. Yo, lên đường thôi các bạn. Xe mình này thồ hơi nhiều đồ. Nó đang có full đồ camping. May là có thằng Khoa nó chở giùm cho cái túi sau. Chứ không, nếu mà nài hết cái đống đồ đi thì mình chỉ có thể đi đường nhựa thôi, không thể đi upright. Nó nặng lắm các bạn. Nhưng mà cũng may là có kỹ năng cột đồ, phân bổ trọng lượng. Nên mặc dù là đi xe nặng nhưng mà cái tay lái của mình cũng rất là thoải mái. Nó không bị điển. Rồi lái nó cũng dễ chịu. Sau một thời gian tung hoành, quậy phá, chạy xe ôm công nghệ, các kiểu đồ thì mình mới đúc kết cho mình được cái kỹ năng cột đồ. Coi vậy chứ cột đồ cũng phải cần kỹ năng nha các bạn. Không phải là cứ bỏ lên xe rồi ràng lại là xong đâu, không có đâu. Nó cần rất là nhiều. Các bạn cột sao cũng được, cứ dính lên xe được đúng không? Không đâu. Các bạn phải cột sao để nó luôn thẳng tay lái, chạy nó không bị mệt, nó không bị mỏi tay. Các bạn cột đồ mà sai trọng lượng mà không phân bổ đồng đều được á, nó lệch chút xíu thôi là các bạn đi mỏi tay lắm. Mà thôi không liên thuyên nữa, giờ mình cũng tranh thủ đi. Tại bữa nay nghe sách cho nên là cũng sẽ không nói gì nhiều. Rồi chúng ta sống vì điều gì? Yo. Vì sao mà mấy cái chiếc xe du lịch mà to to, ví dụ kiểu Phương Trang là Thành Bưởi nè, hoặc là cụ thể là trong cái video này nè, cái chiếc này á, nó gần như là dành đường của xe máy luôn các bạn. Thì các bạn thấy đó, nó cứ bật hazard là nó lủi từ bên lên ngoài của nó lủi một phát một vô lên bên trong, bật hazard bóp càng ồn ép xe máy từ bên này nhảy qua bên kia. Thì khi nó đi vô trong cái lên này á là nó dưới xe máy, mà khi mà nó dưới xe máy là nó ép luôn, có nghĩa là nó chạy sát lên xe máy, nó bóp còi, nó thúc đích thì nó rất
rất là vô văn hóa và rất là nguy hiểm cho những người mà đi xe máy ở cái tuyến đường này. Đây là quốc lộ 1A nha các bạn. Mình hy vọng là cơ quan chức năng sẽ thấy được những cái video của mình như thế này và bắt phạt nguội những cái xe như thế này, đi cho nó an toàn các bạn. Nói chung là nhiều khi người ta giành đường của mình thì mình buộc phải lấn ra ngoài thôi. Khi mà lấn ra ngoài thì nó nguy hiểm thôi. Thì đó là vì một con sâu làm rầu nồi canh. Các bạn thấy ai cũng văn hóa xếp hàng, người ta đi từ từ. Thì có riêng mấy cái dòng xe du lịch này là bị hoài luôn. Mình đi mình thấy hoài luôn, nó đường sau đi thấy nữa, mình quay cho các bạn xem. Vì đã có quá nhiều kinh nghiệm đi off-road rồi, cho nên những cái tình huống như thế này thì mình có lợi thế hơn mấy bạn rất là nhiều. Đó là thay vì mấy bạn đi sau kè sau sau chiếc xe tải thì mình sẽ lứng vô trong cái đoạn đường xấu, mình chạy luôn, mình vượt mắt nó nhanh hơn nhưng mà vẫn an toàn nha các bạn. Bãi bánh nha anh em, nó bị gãy đinh, em máy ra bị mất zin và pha báo không phải đập, pha chưa báo mà em này đã báo rồi. Ok, với cái bộ áo mưa này á, để mà mặc dễ nhất, các bạn không cần cởi giày á, thì các bạn có một cái ủng như trước nha, rồi mới sọt cái đôi giày qua được, rồi có đôi giày qua cái quần được. Rồi sọt qua thì sọt cái đôi giày qua cái một à, là nó trơn á. Còn nhiều anh em mang đôi giày mà có gai gai giống như đôi giày của mình nè thì sẽ sọt qua không được, nhiều khi sọt qua rách lưới. Mình nhận nhiều ca bảo hành cho anh em bị rách lưới bên trong rồi đó. Nhưng mà cái đó lỗi người dùng đâu bảo hành được đâu. Do sọt cái đôi giày vô mạnh quá. Người thành bài nó dữ lắm á, chạy như là nó chạy như nó ghê lắm nha anh em. Ai? Nào? Ủa thì thành nữ thì thành trắng á. Ghê vậy. Thằng nào mà mang đồ không chống nước mà được hết. Bây giờ mưa lên tới Tây Nguyên luôn á. Trời ơi, bây giờ là 13:13 mà các bạn có sương mù ở trên mặt đường kìa, mà mình thắt trơn luôn, đã dữ vậy trời. Anh em đang đổ xăng ở dưới. Xe tôi chắc chút nữa cũng phải đổ, nhưng mà xe tôi đổ nhanh lắm. Giờ vô kêu cơm cho anh em trước. 10 người lấy cơm phần đi, ba món này đi. Alo, nghe không cờ lờ ơi? Nghe Hoàng ơi, sao nói lại đi. Anh em đổ xăng xong cho chạy lên bên tay phải, tôi kêu cơm sẵn rồi nha. Ok, ok. Nha. Yeah. Đây gọi là tối ưu hóa thời gian. À, mệt quá anh em. Đi tới đây là sáng giờ cũng 380-390 cây rồi. Tốc độ này cũng ok, 7 giờ rưỡi xuất phát. Bây giờ là 14 giờ rưỡi, là 2 giờ rưỡi. Giờ là cũng đi được 5 tiếng rồi. Tốc độ này cũng ổn đúng không?
Vô anh em ơi, má chuẩn bị vô rác mình được mưa cỡ này đây nè. Mà trời đang thui như này đây nè. Thì anh em tôi xác định rồi đó. Cảm ơn nha bà chủ ơi. Anh em mua đồ ăn cho tối hôm nay và sáng ngày hôm sau, thậm chí là mua dư một chút xíu, khả năng cao là trưa mình vẫn chưa ra khỏi cái chỗ đó, mình không biết được nha. Cho nên mọi người mua ít bánh đem theo để ăn vào cái buổi trưa ngày hôm sau. Còn mua đồ ăn mà đồ BBQ hay là đồ ăn nướng gì đó tùy, mì gói gì đó tùy, bánh gì đó tùy. Ok ha. Rồi ok, nhanh thủ đi, mình có 10 phút à. Má mua lon đi, bữa mua cái chai này bể mẹ nó. Trong bô là chân ái cuộc đời. Trong, xong. Rồi, xong. Tôi có áp tích điểm nha, mọi người tính tiền nhớ kêu tôi áp chét như này cái nha. Nó gọi là quyền lệ đặc ưng không? Nè, quá tích được 5.000 điểm nè. Đây. Tích vô. Em gửi thoại đơn nhanh thôi. Cảm ơn quý khách. Ủa, không rồi. Cột đồ lên đi anh em ơi. Xong chưa. Đồ không có để lộng thòng nha, té xuống cái là nó bở ra liền á. Được không? Đây. Mày để cho nó chở ít đồ thôi. Hồi nó té xuống đỡ nó mệt. Đưa đây cho anh. Mày ác quá. Rồi đi anh em ơi, xong hết chưa? Mình có 2 tiếng rưỡi. Đi xa được bao nhiêu, ráng đi bao nhiêu nha. Vô anh em ơi. Lấy cái chân tì mạnh vô trong cái phần này nè, rồi lấy cái tay ra để nhẹ thôi. Mình chỉ gồng cái tay khi mà cái chân mình không có trụ được cái xe à, thì mình sẽ cứng cái tay, còn bình thường nó sẽ lỏng cái tay, cứng cái chân, ôm sát vô bình xăng dễ mà. Ôi mấy cái đường này mà đi qua được rồi thì cái tour này CB không tạ đâu, tại vì anh tưởng đâu mấy cái đường này mà em không đi được thì anh cho em quay đầu, tại vì từ giờ trở đi là đường này không á, nó chỉ có một vài đoạn khó. Cứ tè tè vậy thôi, nhưng mà chút nữa là vượt đồi. Má map này là một trong những cái map mà đẹp nhất tôi từng đi luôn á anh em. Cái view nó xa xăm hiểu không? Thấy chưa? Mẹ đã nói kêu là cứ khởi động đi. Nó tưởng mà nó giỡn. Giờ bị chuột rút.
Khởi động đi, khởi động á thì nó nóng lên thì nó sẽ không rút. Còn xa không anh? 80 cây. 80 cây như này. Giỡn thôi chứ anh cũng không biết nữa. Bữa anh mới đi có qua được con dốc kia cái là anh quay đầu à. Vô đi anh em, ổn đúng không? Rồi ok, đi. Tới khúc này là sẽ lâu lắm. Đi đi anh em ơi, đừng có mò. Nhanh lên để ngắm mặt trời nè. Rồi á, hôm bữa đi nó chọc lóc à. Bữa đi lên cây quá trời luôn. Cái này nó mới trồng nè, hôm bữa đi đâu có cây nào đâu. Để tôi xuống trước nha. Lời nó bị khùng anh em. Ông tấp cái xe qua bên đó đi. Phụ cái chiếc xe B500X là ổn rồi. Là mấy chiếc kia nó qua dễ lắm. Tôi sẽ qua trước, ông khỏi phụ. Để tôi test đường. Quá đã anh em ơi. Oh shit. Ủa? Sao vậy bạn? Mấy bạn không chạy mà bạn cũng té nữa. Gió thổi nha, không phải tôi. Xin em cũng đi bên đấy á. Ừ, em đi bên này nè. Thôi đã. Có cần đỡ không anh? Không cần đâu, Để anh đi trước anh test đường. Cho mấy đứa nó chinh phục. Giới thiệu gì em coi. Chào các bạn, mình là Khoa. Trước khi xuống dốc em có bay không? Má, cái này mày chết chết. Má, coi dốc trời ơi. Gì mà trời ơi. Ý là trời ơi, con 500X kìa. Em tự tin không Chiến? À, tao tự nãy giờ là chị đứng lâu cái nhà thôi, tôi quay đầu. Em tự tin không? Ok, xuống đi. Má, cái này mày có đứng đỡ hai bên á. Ừ. Nó đứng chân cái rộng, má nó nằm luôn á. Lên xe đi Chiến. Xuống dốc đứng thêm không? Rồi cứ nhả coi xuống từ từ. Nhấp. Em đừng có nhảy, em đừng có nhấp, em cứ vũ chân thôi rồi em nhấp cái côn á là nó trượt xuống à. Nhẹ nhẹ thôi. Ai đứng dưới dốc hả? Em nghe nó hụt chân cái nó như hả? Từ từ. Đâu đây đừng để. Hai người thôi, hai người. Đừng có phủi. Đừng có phủi không? Từ, anh đợi chậm máy em đi. Được. Có vậy chứ mình tâm lý thôi chứ không có gì khó đó. Từ cái tay lái lật rồi. Đúng rồi. Mình chỉ đang bị tâm lý thôi chứ không có gì khó hết. Đừng có chống tôi xuống nha. Tại bên này đỡ rồi, đừng chống tôi xuống. Cứ hạ thẳng đi. Đó. Rất là nhẹ nhàng thấy không? Tại vì mình đang bị tâm lý thôi. Đúng rồi, dùng cái chân trụ một bên thôi, còn bên kia để anh em đỡ là xong. Rất là dễ dàng. Cái dốc lắm đó nha mọi người. Nhích đi. Anh em đừng có đẩy chỉ đỡ thôi, đừng có dùng lực luôn. Đẩy khi nào đỡ mà đỡ dùng đỡ lực xuống á chứ đừng có được chống mà. Rồi để cho cái xe nó tự trường bên trái luôn nha. Để mình đặt cái máy xuống đất rồi cho được. Thăng trước lại nữa. Ừ đúng rồi đó, chính xác, tiếp tục. À, kéo lại sao anh nổi? Không có đâu, tại vì cái bánh. Ai mà kéo nổi không nổi? Em đi ra đi. Được rồi, anh giữ được. Rồi, cô ok quá nha.
đây từ từ đó, cái hụt chân á, hụt chân á. Anh đâu có giữ, anh đâu có làm gì đâu. Nhưng mà nó hụt hai, nó bật hai bên. Em không chân là nó bật hai bên. Khi mà xe em có bị gì anh giữ thôi. Chứ anh không có làm gì xe á. Lo. Chứ ai mà giữ nổi không nổi. Thôi thôi con giấu rồi. Mẹ ai mà giữ. 200 kg á. Thôi con giấu được rồi. Thả đi, thả đi, thả đi. Nó có tốc độ thì nó dễ chơi hơn. Đằng trước đâu, nhấp nhẹ đằng trước nữa. Nhấp nhẹ chứ không phải là bóp hết. Em giữ rề 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 hiểu không? Giữ á. Đừng có nhấp vậy, giữ rề 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 nè đó. Rề rề cho nó bò á. Cho nó bò lại. Xuống luôn đi, xuống này, xuống miếng nữa. Rồi, thẳng cái cổ lại. Quay cái đầu lại. Thẳng cổ lại đúng rồi. Từ từ nha, khoan nè, nghe anh nói nè, cái chân này luôn giữ. Dùng cái xe như con kia một chút. Cái thắng là không có nhấp. Mà là em giữ vậy nè, em buông nhẹ. Nhẹ, lúc nào cũng phải để cho nó ghìm lại hết á. Thì nó xuống sẽ dễ hơn. Ở dưới này nó có đá nha. Anh chỉ rờ thôi. Chứ anh không có làm gì hết á. Đúng rồi, kiểm soát từ từ. Từ từ thôi, cứ từ từ thôi. Đừng có tâm lý, đứng lên là được. Đúng rồi. Em tự nhấp đi chứ anh cũng không có đẩy. Cứ kiểm soát cho nó bò, đúng rồi, kiểm soát cho nó bò vậy đó. Kiểm soát cho nó bò. Cảm nhận vô, cảm nhận vô. Cảm nhận vô, cho nó bò đó. Đúng rồi đó, nghiêng qua bên là không sao hết, vấn đề gì hết. Quá đã mọi người ơi. Đợi bạn đi khúc lên rồi đúng rồi đó, không có gì hết. Đừng có tâm lý. Cứ xuống bình thường, cứ coi nó như cái đường bình thường. Kiểu như kiểm soát cho nó bò đi á. Cứ đi đừng có tâm lý. Em có đi em tâm lý làm gì? Mà kiểm soát cho nó bò. Chịu cái thắng lại. Đơn giản không? Đúng rồi. Đơn giản không, thấy không? Đừng có tâm lý. Kệ mẹ đó. Không có gì nãy giờ anh em qua quá trời. Tắt máy đi. Nó chào nó cho cái xe xuống luôn á. Tắt máy rồi. Đúng rồi. Đấy, cái gì không? Em đợt 500 hả? Ủa. Ê, từ nó nói em. Ôi, má gì, chị Đạt. Thì em, cái gì cũng phải từ từ chứ. Thôi đi về phá đường mấy thằng sau lại. Từ đứng lại. Suy nghĩ coi mình phải làm sao. Để máy cho nó lên xíu thôi. Để máy cho quạt nó lên. Đúng rồi, chính xác. Lựa chọn chính xác. Xuống xe. Không, để cho thằng Chiến ấy. Nó đi quen rồi mà, nó phải tự qua chứ. Nhấp nhẹ, đúng rồi, chính xác, đúng rồi Chiến. Đúng rồi. Đi đéo được chắc không vấn đề hết á. Không ai nói mẹ đó. Chứ làm sao mà nó qua được rồi. Em cái nón anh. Mình lái đéo được, mình chạy không được thì mình chắc đéo có gì hết á. Từ từ rồi, đúng rồi, chính xác. Rồi bỏ đá chỗ đó thêm đi. Không, xuống rồi. Xuống rồi. Ê, từ. Trời đủ mà báo mà nó gì vậy? Lên đây có đỡ rồi lên đây. Lên lấy nước anh. Nước gì? Quá đơn giản với team level 3 anh em ơi. Trời ơi Khoa ơi. Khoa ơi là Khoa. Sao vậy em? Má nó khác ghê luôn. Báo quá báo. Xuống đây được xuống đây. Nó khác lắm. Quá đỉnh luôn Cường ơi. Bạn tôi. Đứng lên Cường ơi, đứng lên đi Cường. Nhấp nhẹ nhẹ ơi. Đứng lên được. Đúng rồi. Đứng ngồi đi. Tôi dẫn anh em level 3 vô đây để phục thù là phục thù mà anh em. Trời ơi. Coi như là mong ước của mình là tới đây nó hoàn thành rồi đó. Hết rồi.
là cái mộng của mình chứ, đi dắt anh em qua được tới khúc này là được rồi, không có cần phải đi xa, tại vì ngày mai mới đầu mới vui, ngày mai mình mới vượt. Còn bây giờ hôm nay thì mình chỉ tới đây thôi, nhưng mà bây giờ cố gắng đi được xa bao lâu nữa thì đi, tại vì ngày mai mình có tới 4-5 đường để đi, 4-5 nhánh để đi lận. Hôm nay đi có đoạn này khó nhất trước để xem trình anh em, để mai có gì đo đường cho nó dễ. Nói chung tôi qua được rồi thì 90% là anh em qua được, không có gì khó đó. Dễ đúng không anh em? Dạ mà kêu khó, dạ mà kêu liên quan ba. Đơn giản đúng không anh em? Toàn là tâm lý không mà đúng không? Xuống được thấy nó sướng không? Quá sướng. Ủa vậy là mình đi ra tới tới chỗ update chưa ta? Chưa tới chỗ update đúng không? Mẹ dễ quá mà. Dăm ba cái con dốc.